Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Thưa quý vị, gần đây lượng mưa lớn liên tục ở Tứ Xuyên đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhiều khu vực đường phố ngập trong nước, phố thành sông, đô thị thành biển nước. Vậy tại sao mưa lớn gây ra lũ lụt lớn như vậy? Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, ở Tứ Xuyên đã có những trận mưa xối xả liên tục và một số khu vực ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và những nơi khác thậm chí còn có mưa lớn. 10 con sông đã vượt qua mực nước cảnh báo và đoạn Miên Dương của sông Vu Giang đã hứng chịu trận lụt lớn nhất trong vòng 70 năm kể từ năm 1949. Tổng cộng có 1,45 triệu người ở 14 thành phố và 64 quận trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn. Nhiều khu đô thị bị ngập lụt, đường phố biến thành sông, thành phố biến thành biển nước bao la. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đặt câu hỏi, các sông lớn, sông nhánh, dòng chính đều đang được xử lý, vậy tại sao lũ lụt năm nào cũng tràn về khắp nơi? Một cư dân mạng khác cho biết, tại sao mỗi năm lại có trận lụt trăm năm có một lần? Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước Trung Quốc làm việc tại Đức, nói với The Epoch Times rằng nguyên nhân chính dẫn đến mưa lớn ở Tứ Xuyên là do các dòng sông bị thu hẹp và Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các con sông để xây dựng cơ sở hạ tầng trong quy hoạch và xây dựng đô thị. Hiện nay các con sông ở Tứ Xuyên về cơ bản rất hẹp, hai bên là các tòa nhà chật chội. Ông Wang cho biết các dòng sông tự nhiên rất rộng, quanh năm không có nước. Khi nước dòng chỉ có nước ở lòng sông chính, khi mùa mưa bão hoặc lũ lụt đến, dòng sông sẽ trở nên rất rộng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho dòng sông trở nên rất đẹp. Họ muốn giữ nước quanh năm, trông đẹp khi có tầm nhìn ra mặt nước và ngôi nhà nhìn ra mặt nước có thể được bán với giá hời. Vì vậy, khi có mưa nhiều, sông rộng không chứa được bao nhiêu nước, nước chỉ có thể dâng lên và tràn ngập khắp nơi. Sau trận mưa xối xả trước đó ở Thành Đô, lũ lụt trở nên nghiêm trọng, nhiều người cho rằng hệ thống thoát nước của thành phố kém chất lượng, gây ngập lụt tại nhiều nơi do không tiêu thoát được nước. Ông cho biết khi có nhiều nước như mưa lớn, mực nước dâng lên rất cao, nước trong các ống cống không thoát ra được và tất cả đều bị ngập lụt. Hãy tưởng tượng độ cao của nước bên ngoài và toàn bộ nước được đổ vào. Các công trình đã chiếm hết không gian của nước và nước không có lối thoát. Wang Weilu tin rằng lý do cơ bản nhất dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng là chủ nghĩa vô thần của những người Cộng sản Trung Quốc, những kẻ nghĩ sẽ chinh phục bầu trời, chống lại bầu trời và biến đổi thiên nhiên của sông núi. Theo ghi chép của biên niên sử huyện Wenchang, vào khoảng năm 1952, để xây dựng đường cao tốc Thành Đô A3 từ Thành Đô đến tỉnh A3, các khu rừng đã bị tàn phá. Sau đó, các doanh nghiệp công nghiệp, lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước được thành lập liên tiếp bước vào giai đoạn khai thác gỗ theo kế hoạch với quy mô lớn. Vào thời điểm đó, Tứ Xuyên chỉ có 40% độ che phủ của rừng, sau đó khai hoang bừa bãi trong đại nhảy vọt năm 1958. Đến cuối cách mạng văn hóa, độ che phủ của rừng chỉ còn 9%. Kể từ những năm 1990, khai thác mỏ và phát triển thủy điện đã trở thành những ngành công nghiệp nóng nhất ở Tây Bắc Tứ Xuyên. Có thông tin cho rằng công ty điện lực nhà nước đã không ngần ngại đắp đập vùng đứt gãy địa chất để trữ nước. Lòng sông được thu hẹp bởi các khối bê tông xi măng, thay thế sự kết hợp giữa cây cối, đất đai, thảm thực vật, nước và thiên nhiên. Từ núi non đến thảm thực vật trong lưu vực sông Mân Giang không có thứ gì sống sót. Tất cả những điều này dẫn đến lũ lụt thường xuyên, lở đất thường xuyên và không có cỏ trong thung lũng sông Mân Giang. Wang Weilu cho biết, kể từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ xây dựng 50.000 hồ chứa ở lưu vực sông Dương Tử và mỗi hồ chứa đều tuyên bố có thể vượt qua lũ lụt trong nhiều năm. Sẽ thấy rằng lũ lụt ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng hơn chứ không phải ngày càng ít đi. Theo cách nói của họ, lũ lụt lẽ ra đã biến mất từ lâu. Wang Weilu nói rằng các dòng sông ở Tứ Xuyên hiện đã bị chia cắt và các con sông không còn là sông nữa. 10 km là một con đập, nhưng con đập sẽ làm mực nước dâng cao và khả năng chứa nước của hồ chứa sẽ bị nghiêng khi nước chảy mạnh, độ dốc càng lớn. Rõ ràng độ dốc của các con sông ở vùng núi, đặc biệt là Tứ Xuyên càng dốc. Khi lũ về, lưu lượng nước sẽ lớn hơn, các hồ chứa sẽ không phát huy tác dụng kiểm soát được lũ, nhưng sẽ gây ra thảm họa lớn hơn. Xét lượng lũ đổ xuống hiện nay thì 20 năm mới xảy ra một lần. Wang Weilu tin rằng mục đích xây dựng đập và hồ chứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vì tiền, và bây giờ họ ra nước ngoài để xây dựng các hồ chứa. Có một hiện tượng kỳ lạ là các công ty Trung Quốc chi nhiều tiền hơn cho việc xây dựng các hồ chứa ở nước ngoài so với các công ty Trung Quốc xây dựng các hồ chứa ở Trung Quốc. Đó là rẻ hơn nhiều, vì vậy bạn có thể nghĩ tại sao GDP của Trung Quốc lại cao như vậy. Tất cả tiền trong túi của các quan chức đều đổ vào GDP, bởi vì chi phí của nó rất cao. Wang Weilu nói với phóng viên rằng ông đã so sánh hồ chứa đầu tiên được xây dựng ở Tây Tạng đắt hơn 1/3 so với một nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở Nepal, và hồ chứa Mison đã ngừng hoạt động ở Myanmar. Xét về đơn vị sản xuất điện rẻ hơn nhiều so với công trình Tam Hiệp, đó có thể là lý do tại sao Tứ Xuyên xây dựng nhiều hồ chứa như vậy. Các quan chức đã thu lợi quá nhiều từ chúng, vì vậy chúng phải được xây dựng cho dù chúng ở đó. Và có ích gì khi để họ xây dựng chúng, nhưng khi đến thời điểm quan trọng họ muốn nó hoạt động cũng vô ích. Những trận mưa xối xả đổ bộ vào Tứ Xuyên thời gian này đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và hiếm gặp, khiến hơn 1,45 triệu người bị ảnh hưởng. Người dân ở Trung Quốc đại lục đồn đại rằng chính quyền đã di chuyển con vật thần thoại điều khiển nước như tê giác đá chân thủy được phát hiện vào năm 1973 và khai quật vào năm 2013 mà không được phép, và để nó phơi nắng, gió và mưa tại di chỉ Kim Sa Tàng, khiến lũ vượt khỏi tầm kiểm soát. Wang Weilu nói rằng vào thời cổ đại có những viên đá làm thủy trấn, một số hình dạng con bò sắt và một số hình dạng con hàm mã. Bên bờ sông Hoàng Hà cũng có những con bò sắt. Theo các ghi chép cổ xưa như Hoa Dương Quốc Chí, Thư Chi và Vua Thục Bản Tế, Vua Tần Hiểu Văn đã bổ nhiệm Li Bình làm người bảo vệ Su. Con thú phong thủy nhất Thủy Kinh được đặt tại các vị trí khác nhau trong Thành Đô, trong phong thủy mảng thần thú, hai trong số đó được đặt trong thành phố. Tê giác đá là một con tê giác được khắc trên đá. Ở Trung Quốc cổ đại, người ta đặt tê giác đá trên bờ để trấn áp thủy quái. Tê giác, theo truyền thuyết, có thể phân chia nước. Phương pháp xây dựng đô Giang Yển của Li Bình có đặc điểm là không có đập dẫn nước. Sông Mân Giang được chia làm hai, sông ngoài dùng để thoát lũ và sông trong dùng để tưới tiêu. Những con thú thần thoại này có ý nghĩa và việc chúng ở đó là có lý. Nhưng bây giờ, những người vô thần coi những con thú thần thoại là mê tín và không tin vào chúng, và các nhà khoa học được chúng đào tạo cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Và tất cả họ đều tin rằng con người có thể chinh phục bầu trời và chinh phục thiên nhiên. Wang Weilu cho biết, tổ tiên trong sách cổ Trung Quốc từ lâu đã nói rằng khi chọn địa điểm thành phố không nên chọn quá thấp, nếu không sẽ có lũ lụt, cũng không nên chọn quá cao sẽ gây bất tiện cho việc lấy nước. Lũ lụt không phải do nước đắc tội với người, mà là do người đắc tội với sông trước, sau đó nước mới trả thù. Tổ tiên chúng ta đã dạy những đạo lý này rất rõ ràng. Wang Weilu nói rằng, Lão Tử đã nói rằng điều thiện cao nhất giống như nước, và tư tưởng hàng đầu của Li Bình về việc kiểm soát nước là thuận theo tự nhiên, đấu tranh thay vì tôn trọng và thuận theo tự nhiên mới là mấu chốt của vấn đề. Kính thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên đã thông báo hôm thứ Ba rằng trong 2 ngày qua, một số khu vực của thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn chưa từng thấy trong hơn 50 năm qua. Mực nước một số con sông trên địa bàn vượt ngưỡng cảnh báo, lũ tràn bờ bao thị trấn thuộc quyền quản lý của huyện, 4 người dân mất tích. Tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, theo tin tức WeChat chính thức của Tứ Xuyên, từ 19 giờ tối thứ Hai đến 2 giờ sáng thứ Ba, thành phố Lạc Sơn có mưa vừa đến mưa to và quận Mai Biên có mưa lớn trong 50 năm qua, lũ lớn nhất trong các kỷ lục thủy văn đo được. Tính đến 1 giờ 40 phút sáng nay, sông Mai Biên vượt mực nước cảnh báo 3,12 m, cao hơn bình thường 70 cm, cao hơn mực nước đảm bảo 2,42 m, lưu lượng đỉnh vào khoảng 2.820 m3/giây. Quận Mapian thuộc tự trị Yi bị ngập lụt, nhiều bãi đậu xe ngầm trong khu đô thị bị ngập, chỗ ở tầng 1 và cửa hàng ở tầng dưới cùng của tòa nhà bị ngập trên diện rộng. Một hộ gia đình có 5 người ở Tiểu Giang Tử thuộc cộng đồng Thắng Lợi ở thị trấn Suba bị ngập lụt do mưa lớn, vô tình rơi xuống nước trong quá trình di chuyển, khiến 4 người mất tích và 1 người được cứu sống. Một cư dân mạng đưa tin, hôm qua khoảng 5 giờ chiều có sấm sét và trời tiếp tục mưa cho đến khoảng 5 giờ sáng nay. Mưa lớn kéo dài gần 12 giờ, bãi đậu xe trong cộng đồng Victoria bị ngập nước đến tận rốn, hơn nữa ô tô đều bị ngập nước. Tôi đang ở thành phố Nga My. Ở đây mất điện, thang máy, nước sạch bị cắt khó chịu quá. Mưa xối xả kéo dài quá lâu, tin tức đưa tin cũng không nhiều. Vỡ hồ chứa Thiểm Tây cũng không có tin tức. Lũ lụt nhiều như vậy nhưng tin tức rất ít thấy trên trang nhất. Một số cư dân mạng cho biết tỉnh Tứ Xuyên thực sự là một nơi đầy tai họa. Có người trả lời hậu quả của việc phát triển quá mức. Lạc Sơn ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Đại Độ, sông Thanh Nghĩa và sông Mân Giang chảy song song. Tình hình lũ lụt của Lạc Sơn rất nghiêm trọng, mực nước sông Dương Tử chắc chắn sẽ dâng cao. Đài tin tức đưa tin chúng ta có thể nhìn thấy một con cú chạy vào một ngôi nhà ở Hoa Kỳ. Thật khó để nhìn thấy một con đường thành phố tràn ngập những người thân yêu của chúng ta. Theo Soho News, vào tối ngày thứ Ba, nhiều nơi ở thành phố Lạc Sơn có rông bão và mưa lớn. Hai thanh niên ở gần Tháp Chuông ở quận Ngô Đồng Kiều bất ngờ ngã xuống đất tử vong. Có tin đồn rằng hai người đã tử vong do bị sét đánh chết, bị rò điện tiếp xúc nên rơi xuống đất. Qua một người trong cuộc, tôi được biết khi sự việc xảy ra, hai thanh niên chuẩn bị lên xe kéo thì bất ngờ một người ngã xuống đất, còn người kia cố kéo thì cũng bị ngã xuống đất. Các bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân quận Ngô Đồng Kiều xác nhận rằng hai người đã chết tại chỗ. Về việc tại sao hai người ngã xuống đất và tử vong, cảnh sát địa phương hiện đang điều tra. Hôm thứ Năm, Lạc Sơn Tứ Xuyên chịu mưa lớn nhưng vẫn có nhiều du khách đến chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ. Nước trên bậc thang tạo thành thác nước, du khách chỉ có thể bước lên thác nước và đi lên từng bậc thang. Do mưa lớn, danh lam thắng cảnh tạm thời ngừng bán vé, tham quan núi và tạm thời đóng cửa đường ván Cửu Cử. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.